Mẹ diễn viên Chiếc Lá Cuốn Bay khẳng định không quan tâm tiền bạc hơn cái chết của con gái. Nhiều người cho rằng mẹ của nữ diễn viên Chiếc Lá Cuốn Bay hám lợi, dễ dàng thỏa thuận chỉ vì được trả nhiều tiền. Thậm chí, một tờ báo còn viết, từ một bà mẹ được thương xót ban đầu, bà Bonita dần khiến mọi người thất vọng. Thông tin mẹ của nữ diễn viên Chiếc Lá Cuốn Bay Tam Bonita tuyên bố nhận 21 tỷ đồng tiền bồi thường từ phía Paul, người ngồi chung thuyền với Tamo, đã khiến dân tình bàn tán xôn xao. Khi MC Kanchai hỏi về lý do bà chấp nhận tha thứ cho Hiropo và Robert, bà Bonita nói rằng, Paul là một người đàn ông lịch thiệp, cậu ấy luôn nhắc quán từ đầu đến cuối, ngày nào cũng gọi điện cho tôi rồi khóc. Paul đã đề nghị tôi nhận số tiền tổ chức tang lễ, đồng thời để tôi tự quyết định về số tiền bồi thường. Giả sử như mua đóng phim truyền hình, tiền các xe nhận được sẽ là 800 đến 1 triệu baht. Nếu như mua còn sống thêm 30 năm nữa thì tức là khoảng 30 triệu baht, hơn 20 tỷ đồng. Nếu ta mua còn sống thì số tiền sẽ là nhiều hơn. Dù vậy, vẫn có rất nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh hành động này của bà. Đa số đều cho rằng bà hám lợi, dễ dàng thỏa thuận chỉ vì được trả tiền nhiều. Thậm chí, một tờ báo còn viết từ một bà mẹ được thương xót ban đầu, bà Bonita dần khiến mọi người thất vọng. Tới cả anh trai Tamo cũng bày tỏ sự thất vọng trước chia sẻ của mẹ mình, anh để lại dòng trạng thái thất vọng. Cùng thời điểm, MC Kut Kritika cho biết đã nói chuyện với anh trai của Tamo qua quá trình trò chuyện. David Dichop cho biết anh rất buồn nhưng không can thiệp vì đó là quyết định của mẹ anh. Quá trình xét xử vẫn tiếp tục và anh kêu gọi những ai có thông tin hữu ích liên quan đến vụ việc của em gái hãy gửi tới cảnh sát. Trước những ồn ào, bà Bonita mới đây xuất hiện trên sóng truyền hình để phân trần, tôi khẳng định mình không quan tâm tiền bạc hơn cái chết của con gái mình. Những gì tôi chia sẻ chỉ nhằm mục đích để mọi người hiểu rõ hơn về câu chuyện ồn ào những ngày qua. Còn số tiền kia, tôi nói chỉ là giả định chứ không ép buộc hay đòi hỏi gì cả. Vụ việc vẫn đang được điều tra mà, bà chia sẻ. Như báo chí đã đưa tin trước đó, khi hay biết con gái có hợp đồng bảo hiểm tai nạn trị giá 1 triệu baht nhưng lại do người khác hưởng, bà Bonita đã cương quyết làm cho ra lẽ. Cuối cùng, bà đã đến gặp luật sư Krishna Sibombimsai và nộp đơn khiếu nại để rút quyền người thụ hưởng bảo hiểm tai nạn. Ngày 5 tháng 3, tờ Sanat đưa tin luật sư Krishna Sibombimsai và bà Bonita, mẹ nữ diễn viên Tamo Bhattaratiya, bị cảnh cáo vì tiết lộ hợp đồng bảo hiểm của con gái. Trước đó, khi hay biết con gái có hợp đồng bảo hiểm tai nạn trị giá 1 triệu baht và ký tên người thụ hưởng là bé Ether, con gái của quản lý Kratit, bà Bonita đã đến gặp luật sư. Theo bà Bonita, Tamo chưa có giấy tờ nhận con nuôi hợp pháp. Do đó, khi trao đổi với tờ Thái Rap, bà cho biết sẽ trao đổi với luật sư Krishna Sibombimsai và nộp đơn khiếu nại để rút quyền người thụ hưởng bảo hiểm tai nạn. Ngày 5 tháng 3, luật sư Sitara Bimbongkat, tổng thư ký tổ chức đội ngũ luật sư nhân dân, tiết lộ về việc lan truyền thông tin về các hợp đồng bảo hiểm như bà Bonita và luật sư Krishna Sibombimsai đang làm là một hành vi phạm tội theo đạo luật bảo vệ trẻ em, việc này có thể bị phạt 6 tháng tù. Trao đổi về vấn đề trên, luật sư Krishna Sripombimsa giải thích bà Bonita muốn đệ trình vấn đề liên quan đến tiền bảo hiểm lên tòa án vị thành niên để giám sát số tiền. Natamo hy vọng số tiền được sử dụng với mục đích đã định và là học bổng dành cho bé Ether và người khác không thể can thiệp vào số tiền này. Luật sư cũng trao đổi thêm về việc mẹ Tamo được đề nghị nhận 30 triệu baht trong một chương trình lấy sóng ngày 4 tháng 3. Bà Bonita cho biết ông Tanapot hay còn gọi là Hiropo đề nghị bồi thường 30 triệu baht. Việc này khiến dư luận Thái Lan phẫn nộ. Bà Bonita giải thích 30 triệu baht chỉ là con số ước tính thu nhập của Tamo nếu còn sống. Đây sẽ là thông tin để gia đình và luật sư sử dụng tại tòa án. Luật sư khẳng định bà Bonita chưa hề bàn bạc thỏa thuận với ông Bo về việc nhận 30 triệu tiền bồi thường theo bất kỳ hình thức nào.